Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ lần thứ 46 giữa đương kim tổng thống Donald Trump và cựu phó tổng thống Joe Biden vào ngày 3 tháng 11 năm 2020 sắp tới phải nói là một cuộc bầu cử lịch sử với những tình tiết chưa từng có trước đó trong lịch sử bầu cử của Hoa Kỳ. Không kể một chiếc danh đắc cử được bầu bán với kết quả chính thức đời thứ 45 của Hoa Kỳ, ông Trump đã bị biểu tình ngay sau một vài ngày tuyên thệ nhậm chức. Rồi nhiều sự việc được phe Dân Chủ đưa ra đàn hạt impeach. Nhưng ngược lại, những rally với số người tham dự đông đảo và khắp nơi dành cho một ứng cử viên tổng thống chưa từng có trong lịch sử các cuộc bầu phiếu trước đó, vân vân. Và cũng từ đó, sau Hoa Kỳ chia ra hai phe ủng hộ tổng thống và chống tổng thống. Điều này thể hiện tinh thần dân chủ của một xứ sở tự do, nhưng cũng từ điều này đã tạo nên một sự phân hóa không chỉ giữa những người khác chính kiến xa lạ, mà phân hóa nặng nề hơn là rạn nứt tình cảm giữa những người trong một gia đình hay từng là bạn bè thân thiết với nhau. Dù sao, một hàng kỳ tổng thống cũng chỉ 4 năm. Bất chấp kết quả sau ngày 3 tháng 11 năm 2020 như thế nào, Nghệ Lữ gửi đến quý khán thính giả các bài viết như sau. Chuyện bà Tư. Bà Tư nằm trên võng toàn ten chăm chú đọc bản hướng dẫn bầu cử. Bà ở Mỹ cũng không lâu nên tiếng Anh, tiếng U nó còn lơ mơ. Nhưng ba cái vụ chính trị quốc gia đại sự này thì nhất định phải theo dõi từng ngày. Bầu cử năm nay có nhiều vấn đề quan trọng, nhiều tình tiết sôi nổi, gây cấn hơn hẳn mấy đời tổng thống trước. Họ không hào hứng sao được khi mấy ông nội bà ngoại Việt Nam mình kình chống nhau ì xèo, thiếu điều rút súng bắn nhau cho hả nư tranh đấu vì màu cờ sắc áo. Ủa, mà áo nào vậy? Mình chỉ chung cái áo tị nạn thôi mà, chỉ là Mỹ giấy da vàng thiểu số thôi, chứ đâu có được gọi là hàng chính hiệu con cháu Uncle Sam. Biết là ăn cây nào thì rào cây đó, mình phải có trách nhiệm với đất nước đã cưu mang mình. Nhưng có cần thiết phải trâu trắng trâu đen với nhau ở trong cái vụ bầu cử này không? Thiệt tình là bà Tư không hiểu nổi. Gần cả năm nay rồi, nước Mỹ chưa đựng biết bao nhiêu là chuyện hỏng bình yên, dịch bệnh Covid, rồi thiên tai bão tố, cháy rừng. Tới gần ngày bầu cử thì rần rần cái vụ cuồng hay là chống giữa hai phe Cộng hòa Dân chủ. Email thì tràn ngập thông tin trên trời dưới đất, tin giả tin thiệt hầm bà đằng, khiến cử tri quen mòng mòng về hai ứng cử viên nặng ký. Bên khen thì coi như thánh tái sinh, mà bên chê thì đối thủ cạnh tranh có đủ cái thói xấu ở trên đời. Email viết bằng tiếng Việt, có tên người gửi bằng họ Việt đàng hoàng, nhưng những lời lẽ nhục mạ dành cho kẻ khác ý kiến với mình bằng ngôn ngữ thô lỗ thì thiệt tình là không giống văn hóa Việt Nam hồi xưa chút nào. May mà tụi nhỏ gốc Việt nó đọc không rành chữ Việt, cho nên không bị sốc về cái vụ này. Cho chúng nó mà biết thì tai hại vô cùng. Không hiểu ở các tiểu bang khác ra sao, chứ ngay trung tâm thủ đô tị nạn của bà Tư thì tuần nào cũng có nhóm người đi tuần hành ủng hộ phe này hay phe kia trong khí thế vui vẻ cởi mở, là chuyện rất đáng khen, thể hiện quyền tự do dân chủ mà. Nhưng đôi khi lại có chuyện kình chống nhau, thiếu điều là hai bên quýnh sáp lá cà. Coi lại trên YouTube toàn là mấy ông bà nội ngoại người mình không hà, đâu có thấy người Mỹ sững cồ ba cái vụ này đâu. Hoặc là nếu có thì cũng trong tinh thần thượng tôn pháp lực. Bà từng thấy hai ông hàng xóm Mỹ cùng đi bộ ở trục phạt gần nhà, ông đội nón đỏ của ông Trump và ông thì mặc áo thun hình Biden, họ say hi vui vẻ với nhau mà. Cái sự ôn hòa là tính cách đáng nể của người Mỹ, còn dân mình sao mà nóng dữ vậy ta? Ông nào thắng cử thì cũng vài năm rồi xuống thì luật định. Cái chuyện xây dựng nước Mỹ hùng mạnh là cái chuyện đời đời của mọi người công dân sống ở nước này. Tinh thần tôn trọng hiến pháp với những giá trị mặc định đúng đắn, làm thành trì vững chắc thì lo gì nước Mỹ không vững mạnh ở trong thế giới tự do. Còn anh em mình thì lẽ nào là vì cái chuyện bầu cử này mà lại giận hờn, ghét bỏ nhau, đoạn tình giao hảo mấy chục năm bè bạn, huynh đệ chi binh từ cái thời khói lửa quê nhà. Lòng bà Tư trĩu nặng, nỗi buồn khi nghĩ tới điều này. Hôm rày mail gửi về cả đống quảng cáo ứng viên địa phương hay là mấy cái dự luật yes no gì đó toàn bằng tiếng Mỹ, khiến bà lên Google dịch gần chết
mà không nắm vững là họ muốn nói cái giống gì. Cuối cùng thì bà cũng xin được cái bản Vote Information Guide bằng tiếng Việt mừng hôm. Bà Tư chăm chú đọc từng trang. Cái nào quảng cáo mà bà nghe lọt lỗ tai thì bà quanh tròn ngáp trước. Chừng nào viết thiệt thì coi lại lần nữa cho chắc cú. Bút xa mà gà không chết. Nhưng mấy ông bà dân biểu bị bà Tư unfriend là chết ngắt. Chưa bao giờ bà thấy mình uy quyền đến như vậy. Dù thực tế thì bà chỉ là công dân hạng bét ở xứ sở này, nhưng bà được cái quyền đi bầu cử ở trong đất nước có tự do dân chủ theo hiến pháp đàng hoàng. Bà được quyền chọn lựa đại biểu nhân dân hoặc kép theo ý của bà mà không bị áp lực của bất cứ một đảng phái nào. Cái điều mà mấy chục năm sống chế độ cộng sản bà không hề có được, thì hỏi sao bà lại không hào hứng? Mấy lần bầu cử tổng thống trước thì cũng bình thường, hay là tại bà lúc đó không quan tâm nhiều đến chính trị nước Mỹ? Như lần này thì khí thế hừng hực quá. Tại hai nhân vật ứng cử thuộc về loại có sừng có mỏ gõ với nhau, hay tại người Việt của mình hăng hái quá mức cần thiết mà nhảy vô dương cái quận cờ yêu nước và mắng kẻ đi ngược đường với mình là đồ phản quốc? Thiệt hết biết luôn. Lòng khoan dung tử tế của Việt Nam mình xưa nay đã mất tiêu rồi. Nếu phe bạn thắng không có nghĩa là tôi sai, mà nếu phe bạn thua cũng đâu có nghĩa là bạn thất bại. Dù gì thì mình cũng đã hết lòng tranh đấu vì chánh nghĩa, ít ra cũng là sự chọn lựa tốt nhất khi nghĩ đến quê hương ngàn dặm của bọn mình. Còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Dân chúng sợ Covid nên cũng đi bầu lai rai qua mail rồi. Bà Tư bỏ mấy buổi để ngâm cứu và chọn lựa người ưng ý theo suy nghĩ của bà. Có thể ông Tư thì chọn khác, hay là đồng thuận với bà, không biết chừng. Ai biết được trong đầu mình nghĩ gì chứ. Nhưng hai vợ chồng đều tránh bàn luận vấn đề nhạy cảm này để khỏi chia tay lãng nhách. Ngay từ đầu mùa bầu cử, họ đã dán hàng chữ như 100 ngôn trên tường là đừng mù quáng bỏ phiếu cho một tương lai vô định. Mặc dù nước Mỹ là quê hương thân thiết của bà, nhưng cái ông tướng Mỹ nào đó lại hỏi một câu thấm đau: nước Mỹ sụp đổ thì quý vị sẽ đi đâu? Dĩ nhiên ý của ông không phải là bi quan với cái chữ nếu, mà thật sự câu hỏi đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ vô cùng: Mỹ không bao giờ sụp đổ nếu mỗi người trong chúng ta đều yêu thương gắn bó với đất nước này, quyết tâm vượt qua cơn lũ thời cuộc, nhất là trong giai đoạn khó khăn hôm nay. Bà tự cẩn thận dán lại bao thơ sau khi đánh dấu sự chọn lựa kỹ càng, cầm lá phiếu trên tay, trân trọng với cái quyền tự do tuyệt đối của mình. Bà thề là sẽ giữ bí mật của riêng bà cho tới ngày kết thúc bầu cử. Nhưng mà nếu lỡ hàng xóm Việt mà tò mò hỏi bà bầu ai, thì bà sẽ cười cười trả lời theo cái kiểu trớt quớt rất là Việt: già muốn chết rồi bầu bì gì nữa. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của cây bút Ngọc Anh tháng 10 2020. Cũng một cái điều ăn khoan này, cây bút Ngô Quốc Sĩ đã có một bài viết với tựa đề "Tôi không thể nói chuyện với nhà tôi", nội dung như sau. Một bạn than thở: "Tôi không thể nào nói chuyện với vợ tôi được." Một bà cũng than: "Tôi không thể nói chuyện với ông chồng tôi nữa." Cái chuyện gì vậy? Bầu cử. Thử tưởng tượng những cảnh như vậy có đáng giận không? Ông chồng bước vào nhà, bà vợ đang coi tivi. Ông đứng lại, quay đầu, mở cửa đi ra. "Ủa, anh mới về lấy đi đâu vậy? Ra ngoài hút thuốc hả? Lát anh vào, anh sẽ không muốn nghe cái thằng đó nữa." Một bà vợ khác nghe chồng gọi: "Em ơi, ra coi nè, người đông như kiến ấy." Bà từ bếp đi ra, ngó cảnh người ta đi biểu tình phán ngay: "Thì đúng là một lũ kiến rồi, đâu cần nói là giống như nữa." Chưa hả bụng, bà giải thích thêm: "Một lũ kiến không có đầu óc, chỉ theo bản năng cắm đầu mà đi." Chúng tôi hy vọng quý vị không phải lâm vào những tấn kịch bi hài đó. Chắc sẽ phải tìm số thống kê coi ở trong những năm mà dân Mỹ đi bầu tổng thống thì các vụ ly thân, ly dị nó có tăng lên không, và tăng thêm bao nhiêu phần trăm. Như có những cặp vợ chồng đang vui vẻ đầm ấm, bỗng dưng giận nhau thì năm nay chắc là nhiều hơn các năm trước, kể cả năm 2016. Họ không đòi ly dị, chỉ ngưng trò chuyện hoặc né tránh, không muốn nhìn cái mặt nhau nữa. Tôi có quen một cặp vợ chồng người Mỹ, tổ tiên đã từ Âu Châu qua đây trên 2 thế kỷ. Người con của họ kể với tôi,
Bố tôi bỏ phiếu cho một đảng, mẹ tôi cho đảng khác. Hai cụ không bao giờ nói là họ bầu cho ai, nhưng tôi thì có thể đoán được. Gặp hai ông bà này thì thấy họ khác nhau. Một người là con nhà thợ thuyền gốc Ái Nhĩ Lan, Công giáo, người kia gốc Đức, Tin Lành. Gia đình làm chủ rất nhiều ruộng ở miền Trung Tây. Họ rất lịch thiệp, hòa nhã, vui vẻ. Họ đều tỏ vẻ kính trọng mọi người, kể cả bọn da vàng như tôi. Và họ đã sống với nhau hơn nửa thế kỷ, có cháu nội, cháu ngoại rồi. Hai người có ý kiến chính trị hoàn toàn đối nghịch nhau. Làm cách nào mà họ giữ được hòa khí ở trong gia đình, ở trong một năm bầu cử nhân 2020 này? Trước hết là tránh nói chuyện chính trị. Đừng nghĩ rằng ai cũng nghĩ giống nhau, dù đã là vợ chồng ăn ở bên nhau mấy chục năm. Cha mẹ, con cái, anh chị em ruột thịt cũng vậy. Mà con xa hay là nhà hàng xóm thì lại càng phải tránh. Không bao giờ bày tỏ ý kiến chính trị của mình khi đã biết người ta có lập trường khác. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là làm cách nào tránh được? Nếu người kia cứ nhất định bày tỏ ý kiến chính trị của họ mà mình không đồng ý, thì nói thẳng rằng chúng mình không cùng một ý kiến, thôi đừng nói đến chuyện này nữa. Chưa đủ, có thể nói thêm: mình đừng có phí thời gian tranh luận cãi cọ nhau, đời còn biết bao nhiêu chuyện để mình nói với nhau, sống với nhau vui vẻ hơn. Và chuyển đề tài, nói về một chuyện mà cả hai cùng quan tâm, đó là chuyện các con học giỏi, chuyện các cháu bé kháu khỉnh dễ thương, những ban nhạc hay, các món ăn khoái khẩu, cái chuyện từ thiện cùng làm, cái việc nhà chùa, nhà thờ, trồng hoa, nuôi chó, vân vân. Nếu người kia vẫn không bỏ được cái thói quen nôn nóng bàn cái chuyện chính trị thì sao? Chứ còn cái cách giữ im lặng, im lặng mà không tỏ vẻ bực mình, không nhăn mặt, không cao có, chờ cho người kia nguội bớt, tìm một đề tài khác thiết thực, nói một câu hòa nhã. Nếu cảnh tượng này tái diễn mãi thì đến lúc phải nói rõ ràng rằng chúng mình không đồng ý với nhau, thì chấp nhận như thế đi, nhưng là phải nói rất ngắn gọn, tránh không lý luận, không nêu lý do tại sao, tránh không để cho câu của mình nói nó có cái giọng dạy khôn người khác. Nếu người kia nhất định yêu cầu phải nói cho ra lẽ thì đành phải lắng nghe. Nghe nhiều tốt hơn là nói nhiều. Lắng nghe, nghe chăm chú trong im lặng, rồi chỉ lặp lại một ý kiến. Chúng mình suy nghĩ khác nhau. Nói thì dễ, nhưng làm được như thế là quá là khó. Trước hết, chúng ta phải tự thuyết phục chính mình rằng rất khó, không có cách nào thay đổi ý kiến chính trị của người khác. Bất cứ ai, kể cả người sống bên cạnh mình, phải tập tự kiềm chế chính mình. Dù mỗi người chúng ta có ý kiến rõ ràng là tại sao chúng ta ủng hộ một đảng hay một ứng cử viên, thì cũng đừng bao giờ nghĩ là mình có thể thuyết phục được người khác, giúp họ nghĩ giống mình. Nếu xác suất có thể thuyết phục thành công là 60%, còn 40% không làm gì được, thì cũng không nên thử. Không bao giờ đem tình vợ chồng, tình mẹ con, tình bạn bè ra đánh cá nhằm mục đích kiếm thêm một lá phiếu cho đảng của mình ủng hộ. Dù có đến 90% hy vọng, cũng không nên hy sinh như thế, không bỏ. Nhiều người nghĩ rằng ai mà không nói thẳng ý kiến chính trị của mình ra là hèn nhát, là yếu, cho nên cần phải nói hết ý của mình cho những người khác nữa hiểu, phải soi đường chỉ lối cho họ. Nhưng nếu chúng ta cứ cố nói mãi, dù biết rằng không ích lợi gì, không lay chuyển được ý kiến ai cả, thì còn tệ hơn. Không biết phép lịch sự, không kính trọng người khác. Người lịch sự và biết tôn trọng quyền tự do trong một xã hội dân chủ thì không cố tâm tuyên truyền người thân của mình, không dùng tình cảm, lung lạc hay biện luận để ép người kia đuối lý mà phải chịu thua. Các cụ vẫn khuyên: bất sự nhân tận tình, bất sự nhân tận lý. Cho nên thà là để mang tiếng là nhát, là yếu, còn hơn là tỏ ra mình không biết cách sống hòa di bất đồng của chế độ tự do dân chủ. Ở đời có nhiều chuyện quan trọng hơn chính trị. Khi bầu cử đi qua, chúng ta vẫn sống bên cạnh cha mẹ, con cái, vợ chồng mình, và sống với nhau cho đến hết đời. Không nên để cuộc đời của mình xáo trộn chỉ vì một chuyện sẽ qua rất mau. Chúc quý vị bình an và hạnh phúc. Người viết: Ngô Quốc Sĩ.